Thưa quý vị, mới đây tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Vietjet đã trao thỏa thuận hợp tác với Bộ Công Chính và vận tải của Lào về hợp tác tăng cường kết nối vận tải hàng không tại Lào. Sự kiện diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào và cùng lãnh đạo cấp cao của hai nước. Theo đó, Vietjet cũng sẽ hợp tác với Cục Hàng không Dân dụng Lào để thực hiện các dự án hàng không dân dụng và mở rộng hoạt động thương mại và khai thác Lào, cam kết tạo ra tới 2.500 việc làm mới cho ngành hàng không tại Lào. Học viện Hàng không Vietjet sẽ đảm nhận vai trò đào tạo nhân sự theo tiêu chuẩn quốc tế, song song với việc thành lập cơ sở bảo dưỡng kỹ thuật độc lập tại Lào. Với vai trò đối tác, Cục Hàng không Dân dụng Lào sẽ hỗ trợ về mặt hành chính, pháp lý, cơ sở vật chất, làm cầu nối với các cơ quan khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đạt mục tiêu đề ra. Các nỗ lực phát triển kết nối hàng không tại Lào của Vietjet đồng thời sẽ mang đến cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, dịch vụ vượt trội cho người dân địa phương và du khách đến Lào, qua đó đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, tăng cường giao thương, kết nối du lịch và trao đổi văn hóa giữa Lào và các nước trong khu vực trong thời gian qua.